Chú quay à? Chú quay đi đâu mà? Đúng rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ làm lễ rồi. Mình sẽ làm lễ rồi. Anh em vào dự trí. Có cái kinh tế không ai em không đi làm hết được rồi. Ở nhà quá. Vâng. Tự nhiên tự diện. Không bảo tự nhiên như mùa. Đang không bảo sau thì đặt mới phát hiện. Ừ, chỉ đặt mấy nhát, chị Thu đặt mấy nhát xong không có. Nhưng mà đây mình đang viết ra. Vậy đây là các nhân gian, xong là nhiều phái bốn phương tám hướng để mời cụ và các vị thần linh. Xin phép, xin phép. Xin về để chứng giám á. Chứng giám không về, về xong mình mới cụ về là để bắt đầu mình đi mình xin phép cũng là đấy mà cái cụ đưa thank you.
cứ nằm ở dưới đất. Thì có cái đấy nhỏ là mời các vị thần linh và các vị tổ tiên và chứng giám cho các vị là thu đổi một chút. Còn lên cái búa ấy, bảo bác gõ mấy cái vào bức tường ấy em ạ. Đây, 5 cái. 1. Mình bằng xuất cái cửa nhà. À, 5 nha. 4 năm. Mỗi cái góc có bao nhiêu bài nhé, là 4 góc. Đây là anh Đợi, là giám đốc của bên công ty nhà thầu Minh Thương, đại diện cho anh em bên thợ, và có cái nén nhang thắp kính các cụ vị thần linh và các cụ tổ tiên cùng với gia đình. Cảm
Lê Nha Hoàng là giám đốc của bên nhà thầu. Đây là đến cái cháu nó cũng ông chủ. Anh Thụy à? Vâng. Anh Thụy cũng là bên nhà thầu. Bây giờ đến cái cháu nó việc của cái cháu. Bên đại diện bên nhà thầu sẽ. Đấy. Công việc là coi như là bắt đầu khởi công. Cảm ơn. Có đang làm à? Đấy. Thầu làm. Bên nhà thầu này thì là chưa được tiếp xúc nhiều với các anh em, nhưng mà gặp hai giám đốc Đợi và giám đốc Hoàng là gia đình cảm thấy rất yên tâm tin tưởng và cũng rất là vui vì được hợp tác với bên hai bên được hợp tác với nhau. Đấy. Thì xem cái cách làm việc của anh Đợi với anh Hoàng thì thấy rất là chuyên nghiệp và rất là bài bản. Và cái phần kinh doanh, phần kỹ thuật, rồi là phần điều hành tổ chức cũng rất là tốt. Thợ thì chưa nhìn thấy, chưa biết thế nào, nhưng mà dựa vào đấy mình có thể tin tưởng được. À thế tôi để công việc thế còn xuân sẻ thì mà anh Hoàng này lại nói rằng là nhìn thấy các anh ấy thì thấy tin tưởng, nhưng mà nhìn thấy thợ lại còn tin tưởng hơn. Thì rất là hay. Vâng, thế là các anh nào cũng chụp chậu để vâng. Cảm ơn hai bác đã lựa chọn. Cái này không phải là gửi ấy mà là đây là gửi tiền tạm ứng chương trình đúng không? Cho các anh 40 triệu trước. Thế mai gửi qua bên thu rồi. Để các anh có cái đồng tiền các anh hoạt động cho gia đình. Thế còn từ hôm nay ấy thì chúng ta là cứ theo hợp đồng chúng ta làm nhá. Vâng. Thế một phần là về phần kinh tế là mình làm theo hợp đồng. Vâng. Về mặt pháp lý là mình tuân thủ mọi thứ. Thế còn về mặt tình cảm thì hai bên là tình cảm với nhau nhá. Thế thì coi như là làm là theo lương tâm nghề nghiệp. Thế còn gia đình thì cũng sẽ tạo điều kiện hết sức đúng không? Thế còn nếu có khó khăn gì hoặc có cái gì mà chưa được vừa ý thì các chú cứ thẳng thắn với gia đình. Và các chú biết chúng tôi rồi, từ hôm nọ đến nay đúng không? Rất thoải mái và rất thẳng thắn, rất thẳng tính. Đấy, đấy thì không có cái gì khúc mắc thì chúng ta cứ trao đổi với nhau. Chị cần bộ, tí nữa lại để hóa vàng sau. À, xin lọc các cụ hả? À, thế ta ngồi chơi thì uống nước đi các chú. Vâng. Giờ cũng xong hết giờ làm việc rồi. Giờ nghỉ ngơi tí đi, cho đầu óc nó thoải mái tí. À. Bây giờ mọi việc làm lễ khởi công xong xuôi rồi. Bây giờ toàn sẽ hóa vàng để tiến các cụ lên đường. Không có gì vội cả. Vội là vì chỉ vì mỗi cái thang máy thôi. Mình muốn kề già không được. Ở đâu mình phải theo đấy, mình không thể mà là cứ theo ý mình được, đúng không? Nước hòa bình. Là toàn hóa vàng. Đây cái bình hóa vàng to đùng. Thiếu ánh sáng sao? Thì sang bên này cho nó có đủ ánh sáng. Đấy, bên này có vẻ đủ sáng rồi này. Đấy. Từ từ cứ đôi em cứ hóa vàng từ từ. Nhận vàng khối. Ừ. Nó làm thoải mái. Thế thì tình tứ đấy. Hehehe